Nam và Trung ấp ủ dự án này, hai anh em ngồi bàn cái ý tưởng này, xong rồi hai anh em ngồi viết kịch bản với nhau, cùng với team kịch bản viết, và để hoàn thành bộ phim ngày hôm nay được công chiếu với quý vị khán giả là đã gần 2 năm. Đã gần 2 năm qua, và chắc chắn kể cả luôn là của Bollywood, là của Ấn Độ đấy. Bởi vì chúng ta hãy làm và chúng ta hãy ủng hộ thật nhiều, phim Việt Nam tiến lên được. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều, rất tuyệt vời với niềm tin đó. Và quý vị hãy bỏ lại tất cả những định kiến và đem toàn bộ những cảm xúc và lý trí của mình để vào trong rạp trong tối nay để thưởng thức bộ phim điện ảnh. Đó chính là Cù Lao Sẽ Sống. Và ngay bây giờ, ai ủng hộ cho nhà sản xuất, đạo diễn chúng tôi thì vỗ tay nào. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Giữa thành phần thì sẽ đại diện cho tất cả các diễn viên trao những bó hoa này dành cho đạo diễn và nhà sản xuất giúp chúng em ạ. Xin mời chị Ốc Thanh Vân. Dạ, bó hoa bên kia đó chị. Cảm ơn mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn bà rất là nhiều ạ. Và ngay sau đây, buổi lễ chúng tôi sẽ được tiếp tục với những lời cảm ơn và những bó hoa tươi thắm dành tặng cho tất cả các thành viên trong ekip sản xuất của Bầu House. Đại diện là chị Cẩm Tiên, nhạc sĩ Hoàng Anh. Xin kính mời hậu kỳ của NT Studio với đại diện là anh Đoàn. Xin chào đến tất cả các cô chú, các anh chị, các bạn, tất cả mọi người đang có mặt tại sự kiện ra mắt Cù Lao Sát Sống ngày hôm nay ạ. Có vẻ như là MC duyên dáng của chúng ta hơi u ái óc một chút, hay là em nghĩ chị thuộc dạng gạo cội? Em nghĩ là bộ phim là cần có mà chạy bộ là có chị, nên chị sẽ nắm giữ một cái vai trò rất là quan trọng trong phim. Trốn chạy hay chờ chết? Nếu mà bây giờ mọi người nghe câu hỏi này, yeah, trốn chạy hay chờ chết, thì chắc chúng ta cũng sẽ tự có câu trả lời, phải không? Thì những nhân vật ở trong phim này cũng như vậy. Khi mà bị đẩy vào đường cùng rồi, không có cách nào khác, chúng ta phải bằng mọi cách để mà sinh tồn thôi. Rất là nhiều kỷ niệm cùng với mình cũng như là tất cả các thành viên trong phim. Nhưng mà nếu mà lấy hết thời gian của mọi người để kể câu chuyện riêng của mình thì có nghĩa là không nên lắm. Và mình nghĩ rằng đây là một kỷ niệm rất là đẹp trong cuộc đời làm nghề của mình, cũng như là với tất cả ekip. Và cảm ơn Cù Lao Sát Sống vì đã cho tất cả các diễn viên có cơ hội được chạy muốn chết luôn. Dạ. Nhưng mà nó đã. Dạ. Và nếu như không lầm thì sẽ còn có một phần nữa, đúng không anh? Dạ, đây mới là phần 1 thôi. Wow. Và sẽ có một phần nữa, phần thứ 2 cũng sẽ sớm ra mắt trong những ngày sắp tới. Cho nên rất là mong tất cả mọi người sẽ không chỉ xem phần 1 mà còn ra rạp để cùng chạy với chúng tôi trong phần 2 nữa. Nói chung là phải trốn chạy thôi thay vì chờ chết. Cảm ơn chị Ốc rất là nhiều. Và vì thời lượng có hạn nên cảm ơn sự có mặt của tất cả các diễn viên cùng với đạo diễn và nhà sản xuất rất là nhiều ạ. Xin mời tất cả mọi người quay trở về với vị trí danh dự của mình. Xin cảm ơn.